Sau 2 ngày sôi nổi với hội diễn văn nghệ, hội thao, trong khuôn khổ sơ kết công tác phát thanh truyền hình 6 tháng đầu năm 2023, cụm thi đua số 7 khu vực Đông Nam Bộ, ban tổ chức đã tổ chức trao giải cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ở trò chơi vận động bãi biển, giải chức thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, thi dân chủ giải chức thuộc về Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và giải đặc sắc thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Về hội thao, thi bóng chuyền hơi nữ vô địch thuộc về Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bóng đá nam vô địch thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Sau 2 ngày diễn ra cái hội thao, các cái hoạt động trong cái cụm thi đua 7 của chúng ta thì phải nói là đến thời điểm này có thể đánh giá là cái đã thành công tốt đẹp. Nói là cái công tác tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận rất là tốt. Cái tinh thần thi đấu rất là sôi động, đoàn kết và tạo được một cái sự gắn kết giữa thành viên của các đài ở trong cụm thi đua. Và tôi cho rằng là qua cái lần gặp mặt này thì sự gắn bó của các đài ở trong cụm của chúng ta sẽ càng ngày càng gắn kết hơn ở trên cái lĩnh vực về công tác chuyên môn cũng như là các cái phong trào. Những giọt mồ hôi hòa vào niềm vui, tiếng cười trong tháng gió phố biển Phan Thiết càng tiếp thêm năng lượng và mối gắn bó để các đài phát thanh truyền hình khu vực Đông Nam Bộ nỗ lực hơn hoàn thành nhiệm vụ thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2023.